Hello các bạn, trước khi vào video, thì mình sẽ nói lý do. Trong 3 tuần vừa qua mình không ra video, là mình đi du lịch ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Mong các bạn thông cảm. Trước khi xem video, các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực ra video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời chờ mãi gần hết lửa đời thánh xuân, thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền trong bóng đêm trầm trùng ngồi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Tại sao mình trong bão được. Bây giờ nhá, một người hướng ngoại, yêu một người hướng nội, thì kết quả là sẽ ra là hướng gì? Sợ anh cười em. Chào anh. Sao anh gọi là mày nhỉ? À xin lỗi. Nhầm. Chà đang làm gì rồi? Mày máy. Bê ca không? Bê ca không trà. PK không em. PK không em. PK không em trà chú chế. Anh ơi. Trà còn đấy không ạ? Cái gì em hỏi trà? Trà không vào đi với anh đâu. À đây à? Thế bây giờ em sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em hôn hay là anh muốn nói là anh yêu em. Chưa từng có lý do ở lại, nắng sinh ra.